hôm nay lên sóng cho mọi người một đàn phả Mexico ạ. Bố tay sơn gặp Mexico nhá mọi người nhá. Đây là mấy nữa lên khung gọn nó cực kỳ là to. Cho anh nào mà thích to, đàn này mảng màu mặt mũi rất là đẹp nhá. Toàn là mãng hộp luôn này mọi người này. Gầm đen, chân tay to, bốn chân đen. Mảng màu rất là đẹp luôn. Để em quay từ trên xuống này. Đây mọi người nhìn này, lông lưng này. Toàn là màu đu lông ánh đỏ nhá. Thôi cho rẻ thôi. Quay ở trên mặt này, cực kỳ là đẹp luôn này. Đây, mọi người nhìn này, lông ánh đỏ đẹp chưa? Siêu đẹp luôn mọi người. Toàn mõm hộp ngắn tún này. Đây, bé này này. Mặt đen xì, đen kít luôn mọi người. Đây, hai con này nó đùa nhau. Nó rằng vòng cổ nhau kìa. À, của hai đồng chí này. Đấy, rất là đẹp này. Đàn này thì có hai đực hai cái nhá. Giá cực kỳ là mềm cho mọi người. Bán chiên nhá mọi người. Siêu đẹp. Nó đùa nhau, mỗi con đùa một kiểu. Kể cả con này này, màu nhạt nhất nhưng mấy nữa nó thay lông lên nó đều giống như mấy con này hết nhá mọi người. Màu lông giống nhau hết luôn ạ. Nào, úi, con này, hai con này. Nó đùa nó rằng nhau. Ui con này mặt đẹp nhở, mặt đen chuỗi rồi. Ui rồi tha được cái rẻ rồi. Mấy con này mặt này mọi người nhìn này, lông bóng mượt đẹp luôn. Tí nữa thì em sẽ quay riêng từng con để cho mọi người xem. Mỗi con nó một sở thích. Con thích rẻ, con thì cứ giằng vòng cổ của nhau. Ô hai đứa kia. Này, nó vừa cắn gầm gừ là. Đàn này là 65 ngày tuổi nha mọi người nhá. Đã tiêm 2 vaccine phòng 5 với 7 bệnh rồi ạ. Mảng màu rất là đẹp nhá. Đây là lông tơ này mọi người. Lông cực kỳ là sát này. Lông sát sạt sạt luôn. Mặt mũi toàn mõm hộp to đẹp nhá. Và em sẽ chuẩn bị em quay riêng từng con để cho mọi người dễ dàng lựa chọn hơn ạ. Đảm bảo với mọi người các anh nuôi đàn này là lớn lên là cực kỳ là đẹp luôn. Lọc nhóc lên nhé, lên tí. Quay sơ đầu sang bên này là Ngọc ơi. Đấy. Thì nữa thì em sẽ gửi video riêng từng con để cho các anh thích đàn này phả mềm, mảng màu đẹp. Đây là lông tơ này, mọi người nhìn thấy là lông đây là màu nó đang là nhạt nhất này. Mới đã thay lông nó lên đen ánh đỏ, sống lưng đen. Cực kỳ là đẹp luôn. Rồi bây giờ em tắt máy để em sẽ quay riêng từng con đây ạ. Toàn mõm hộp ngắn này. Đẹp chưa? Xin chào mọi người.